chơi một môn thể thao nào đó đối với người lớn đôi khi là một sở thích, một sự giải trí, một môi trường để gặp gỡ bạn. Nhưng cũng không có ít người lớn chỉ vận động, chỉ tìm đến thể thao khi bác sĩ chỉ định mà thôi, khi cần phải chữa bệnh. Nhưng với trẻ em, vận động là một phần quan trọng trong đời sống, giúp trẻ khỏe mạnh hơn, phát triển hoàn thiện hơn, vui hơn, tự tin hơn, hòa nhập tốt hơn và tiếp thu kiến thức nhanh hơn. Tiếp theo xin mời quý vị đến với chuyên mục Thành phố chuyển động. Kính thưa quý vị, Hồ Trung Dũng tin là ai trong chúng ta cũng hiểu rất rõ về tác động tích cực của việc rèn luyện thể thao đối với sức khỏe của chúng ta. Nhưng không phải ai cũng thu xếp thời gian để rèn luyện thể thao. Và khi chúng ta thành cha mẹ thì không phải ai cũng biết tạo một thói quen cho con cái của mình vận động. Ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng trò chuyện với thạc sĩ tâm lý Nguyễn Lê Phạm Huỳnh về chủ đề làm sao cho trẻ có thể yêu thích vận động thể thao. Xin chào anh Phạm Huỳnh ạ. Chào Hồ Trung Dũng. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Thành phố hôm nay. Ở các nước tiên tiến thì mình thấy là cái việc vận động đối với trẻ rất được chú trọng. Nó cũng quan trọng ngang bằng với học văn hóa. Nhưng ở Việt Nam của mình thì một số lý do nào đó đã khiến cho cái việc vận động nó chưa được chú ý lắm. Chúng ta thấy rằng là ở các nước phát triển thì họ rất là chú trọng đến vấn đề thể chất. Từ giai đoạn nhỏ, đó là giai đoạn đặc biệt quan trọng, cho đến lớn đây hình thành một thói quen rồi thì từ người lớn họ tham gia tập luyện hàng ngày. Có một câu nói là thể thao có thể thay thế được nhiều thứ thuốc, nhưng mà không có thứ thuốc nào thay thế được thể thao. Dạ, cho thấy cái tầm quan trọng của nó. Thì khi mà chúng ta có trẻ được vận động, được chơi môn thể thao gì đó, cái sự linh hoạt, minh mẫn nó khác với những trẻ không được chơi. Rồi máu huyết, cơ bắp của các trẻ sẽ lưu thông, những cái hệ tuần hoàn, hệ miễn dịch, những cái điều kiện trong cơ thể nó được bộc phát đến một cái tầm cao hơn. Qua đó thì cái thái độ của trẻ về tâm lý và xã hội của trẻ cũng tích cực theo, sự tự tin nó tăng lên theo cái thành tích thể thao của trẻ. Dạ. Và trẻ cũng có cơ hội để mà va chạm nhiều hơn, cũng như tiếp xúc nhiều hơn với mọi người đúng không ạ? Nhưng mà có nhiều bậc phụ huynh ở Việt Nam mình thì vẫn còn coi nặng cái việc học văn hóa hơn. Và theo cách nào đó thì họ cũng có lý khi họ nói là bây giờ thời gian đi học văn hóa còn không có, học chữ còn không có nữa. Lấy đâu mà thời gian đi học thể thao, làm sao vẫn có thể vừa cho trẻ có đủ thời gian đi học văn hóa mà vẫn có thể bên cạnh đó tận dụng thời gian để chơi thể thao được ạ? Đây cũng là một cái hiện trạng xã hội mà ngày nay chúng ta thường thấy là rất là nhiều bạn trẻ còn ngồi cấp 1, cấp 2 đã đeo kính hay bị những cái vẹo chứng bệnh tật. Thì do cái trẻ ít tham gia cái hoạt động thể thao, chúng ta có thể đổ thừa là không đủ thời gian, nhưng mà thời gian đó chỉ là cái cách bạn sắp xếp khoa học hợp lý hay không. Nếu mà trẻ không vận động được thì càng lại không có sự tái tạo cho cái tinh thần thì lại càng học không tốt. Trẻ cũng cần cái thời gian để hồi phục và thư giãn. Phụ huynh có thể sắp xếp thời gian cho một bữa tối chẳng hạn để cùng đi dạo với con, cũng là một cái bài tập để giúp cho cái tim mạch của mình nó tốt hơn. Theo thông tin tại Hội nghị Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 3, tổ chức vào tháng 8 năm 2014, thì tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em dưới 5 tuổi thành phố chúng ta gia tăng gấp 3 lần trong 10 năm qua. Cụ thể, tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em dưới 5 tuổi từ 3,7% năm 2000 đã tăng lên 11,5% vào năm 2013. Tỷ lệ thừa cân béo phì học sinh phổ thông tăng gấp đôi từ 11,6% năm 2002 lên 21,9% năm 2005. Có những cái bài tập vận động nào dành cho trẻ mà trẻ có thể ứng dụng rất là nhanh chóng, dễ dàng tại nhà hoặc tại trường không anh? Nếu mà tận dụng được những thanh ngang ở trong nhà để trẻ có thể vướng người, hít xà, thì nó cũng tốt cho việc phát triển chiều cao của trẻ. Hay là những bài tập như xoạc chân để tăng độ dẻo của cơ thể. Ngay tại nhà chúng ta có rất là nhiều thiết bị hoặc là những cái dụng cụ giống như là đi leo cầu thang, đi lên, đi xuống cầu thang, hoặc là nhảy từ bậc này, bậc xuống, bậc lên, bậc xuống. Đó cũng là một bài tập mà chúng ta có thể tận dụng. Hoặc chỉ với một chiếc ghế, trẻ có thể tập chống tay, bước chân lên, bước chân xuống. Đó cũng là một bài tập. Nếu chúng ta có suy nghĩ, chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả các dụng cụ, kể cả bản thân chúng ta, cũng là một cái phương pháp tập luyện. Hoặc là phụ giúp cha mẹ làm việc nhà cũng một cách, đúng không anh? Đúng rồi. Dũng nghe anh nói về cái việc là trẻ chạy nhảy, có lẽ cái chuyện này là đối với trẻ em cũng là cái bản năng, thích chạy nhảy, thích vui đùa. Nhưng mà để khi nói trẻ là phải học một môn thể thao nào đó cho chính thống thì trẻ lại cảm giác là bị ép buộc, bị không thích lắm. Vậy thì từ nhỏ làm sao mình có thể quan sát được là trẻ có cái thiên hướng, có một cái năng khiếu về môn nào để mình phát triển ạ?
Thực ra đối với trẻ em thì có xu hướng nó hiếu động và nó rất là dễ mau chán, cho nên chúng ta không thể nói là môn nào tốt cho trẻ, mà trong giai đoạn trẻ còn trẻ em thì chúng ta có thể cho khuyến khích trẻ tham gia tập thể thao bất cứ môn nào cũng được. Qua đó thì trẻ sẽ chọn ra được cái môn mình yêu thích và gắn bó lâu dài hơn. Có một cái điều mà anh vừa nhắc thì cũng rất là tâm đắc, đó là làm cho trẻ cảm thấy yêu thích. Bởi vì là dù mình có thấy là tốt đến cỡ nào nhưng trẻ không thích thì chắc chắn là trẻ cũng không tập một cách hết mình, hoặc là không tự giác sau này để tập. Vậy thì làm sao để tạo cho trẻ cảm giác là yêu thích vận động? Cái cảm giác yêu thích vận động đó nó sẽ thông qua những cái vấn đề khi mà huấn luyện viên và bạn bè ở trên sân có những lời khen ngợi, hoặc là trẻ có nhu cầu để lên sân gặp bạn bè, thì cái nhu cầu đó từ từ nó thành cái động lực để trẻ đến sân dần dần, trẻ sẽ yêu thích. Rồi cách huấn luyện viên và cha mẹ đặt cho trẻ những cái mục tiêu nó vừa tầm của trẻ, để khi qua một giai đoạn trẻ thấy à mình đạt được những mục tiêu đó thì từ từ cái sự hứng thú và yêu thích nó sẽ tăng dần. Chứ nếu chúng ta đặt một cái mục tiêu xa quá, trẻ thấy không đạt được, trẻ sẽ nhàm chán. Thay vì tập trung la vào cái sai thì chúng ta lại khen những cái trẻ làm đúng, trẻ sẽ cảm thấy tự tin hơn, trẻ cũng sẽ dần là yêu thích hơn. Các bậc cha mẹ thì có lẽ là nhiều người cũng nhận ra được tác dụng của vận động rồi, giúp cho con có thể khỏe mạnh hơn nè, ít uống thuốc hơn nè, về lâu về dài cũng sẽ có một cái sức khỏe tốt hơn, không dành thời gian quá nhiều để xem TV hoặc là sử dụng chơi iPad vân vân. Vì là họ nghĩ tác dụng tốt nên họ hay ép con mình chơi thể thao, mặc dù là không cần biết trẻ thích hay không thích. Vậy thì anh, quan điểm của anh về việc này như thế nào ạ? Trẻ chơi thể thao thì rất là tốt và các bậc phụ huynh nhận thức được điều đó thì cũng rất là tốt, nhưng chỉ nên tập ở mức độ vừa đủ, vì trẻ phải cân bằng giữa các hoạt động khác, vui chơi. Và lúc giai đoạn trẻ thì trẻ cần phải phát triển nhiều năng khiếu để cả hội họa, đàn nhạc, để trở thành một con người nó có nhiều tiềm năng hơn. Trẻ cũng chưa đủ cái sức khỏe để mà có thể tham gia liên tục vào một cái gì đó và ép trẻ như vậy. Từ từ trẻ sẽ cảm thấy bị ép buộc và sẽ quay ra trở là chán ghét. Và khi không có sự yêu thích đối với môn thể thao đó thì cái thành tích nó cũng sẽ không phát triển theo được. Chúng ta thấy để hình thành lên một cái ý thức ở trẻ em thì nó phải ra rất là nhiều yếu tố, mới kể cả yếu tố gia đình, yếu tố xã hội. Yếu tố gia đình là gì? Cha mẹ có thể cùng đi dạo với con, hoặc là cùng cho bé một bữa tập cho bé chạy xe đạp cũng là sự vận động. Rồi từ đó trẻ sẽ dần dần yêu thích. Hoặc là chúng ta có thể dùng chính những hình ảnh bạn bè trong lớp của trẻ để so sánh, để kích thích. Trẻ sẽ cố gắng hơn để bạn mình cũng có chơi thể thao, bạn mình cũng biết chơi thể thao, tại sao mình không chơi được. Hoặc là chúng ta có thể giới thiệu trẻ đến những cái vận động viên nổi tiếng để trẻ nhìn thấy cái hình ảnh của một cái người đó trong lòng công chúng, hoặc là cái lợi ích của việc tập luyện thể thao đối với người đó để kích thích trẻ, tí tìm hồi của trẻ. Hoặc là cha mẹ cùng ngồi với con, hoặc là dẫn con đến một sân xem một trận đá banh, một trận bóng rổ hay bất cứ gì đó, nhằm để từng bước từng cái nhỏ nó tác động vô cái hình ảnh là trẻ thấy được gia đình chúng ta quan tâm thể thao, xã hội cũng rất là nhiều nhân tài thể thao hoặc là yêu thích thể thao, thì trẻ cũng sẽ có cái niềm tự hào của trẻ để cố gắng theo cho kịp với lại gia đình và bạn bè. Thưa quý vị, có lẽ vào ngày hôm nay quý vị cũng đã một lần nữa nghe lại những tác dụng tốt của việc vận động đối với trẻ về mặt sức khỏe, tinh thần cũng như là xã hội. Và quý vị cũng đã nghe anh Phạm Huỳnh chia sẻ những cái cách để chúng ta có thể giúp cho trẻ yêu thích cũng như có ý thức về rèn luyện thể thao nhiều hơn. Một lần nữa xin cảm ơn anh đã đến cùng với chương trình và chúc anh sẽ sức khỏe sẽ luôn luôn thật là tốt và sẽ giúp cho càng nhiều các bạn trẻ đam mê thể thao hơn nữa. Cảm ơn Hồ Trung Dũng. Xin chào quý vị.